chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của shop xe 88. Hôm nay thì đúng theo yêu cầu quay video review chiếc Twitter R10 phiên bản Shimano Sora R3000 của một khách hàng đã đặt hàng. Con này size 48 các bác nhé. Đây em quay đúng size cho các bác này, con này size 48 này, chuẩn size 48 này, màu đen cam, đen cam. Thì các bác thể nhìn từ nước sơn này. Đây này em quay video theo đúng yêu cầu. Hà Nội này rất là lạnh các bạn. Hiện tại nhiệt độ ngoài trời đang có 13 độ thôi, rất là lạnh. Đây là cái hôm nay hứng nắng đi nhìn có vẻ ấm hơn. Đây, xe có sử dụng yên Twitter da mềm này, cọc yên carbon này, mở khóa cọc yên này. Cụm phanh retropack này. Xăm lốp, đó là xăm lốp Kenda 700x25C, xăm lốp Kenda 725C, vân to này. Căm là căm dẹt này. Căm dẹt níp sử dụng đó là 9 tầng níp. Đề Shimano Sora R3000, Shimano Sora của Nhật này. Xích IPN này, Meyer retropack dạng lỗ siêu chớn này. Và đề trước Shimano Sora này, đùi đĩa nhôm Prowell OZ Oxy này. Tay đề, ghi đông, bô tăng đều là nhôm Twitter. Tay đề Shimano Sora R3000 này, cũng phanh trước retropack càng carbon này, Meyer trước này. Đây là em quay chi tiết để gửi đến khách hàng đã đặt chiếc xe này. Cảm ơn bác đã ủng hộ xe 88 cũng như là tin tưởng đã đặt hàng chiếc xe này. Thì mẫu xe này hiện tại đang có giá 14.400.000 đồng và đã được sale đến hết ngày 25 tháng 12 2020, đó là dịp Noel, với giá chỉ còn hơn 12 triệu đồng một xíu, chỉ hơn 12 triệu đồng thôi bác nhá. Nếu con này đang được giảm giá gần 2 triệu đồng. Nếu các bác nào muốn mua mẫu xe này với em vẫn còn hàng, các bác chỉ cần alo hotline 0933 522 186 hoặc 0936307317. Hiện tại thì theo thông tin em nhận được thì hiện tại tất cả các nhà máy đang thiếu linh kiện sản xuất, cực kỳ thiếu và hiếm linh kiện sản xuất Shimano. Có nghĩa là những cái đồ tay đề Shimano này đang rất là hiếm và hầu như là không có nữa rồi. Nên đây là những cơ hội săn sale duy nhất vào cuối năm 2020 của các bác. Nên bác nào muốn mua xe đề Shimano ngon, giá rẻ hãy alo hotline bên em 0933 522 186. Cảm ơn các bác dành ra để xem video. Xin chào các bác.